trước đây không biết con là chày. Ba là được. Đập được mà. Đang dần điểm đánh của bạn là được. Đánh của bạn là được. Không biết đập. Sân đi em. Bên ơi, đánh con sân là được. Thank you.
nữa. Một điểm. Vào sân là được, không cần phải mạnh lắm đó, vào sân là được. Đẩy lên. Hay rồi. Chuyển chân thôi, đừng có nhảy nữa. Hay. Cái chân là di chuyển thôi, đừng có nhảy. À không nha. Đẹp kia luôn. Không rồi, ok. Có quả nữa thôi. Lại kỹ đi. Ê, lại kỹ đi. Bình tĩnh thôi em, không cần gì đâu. Thưa bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, không phải khóc. Thôi bình tĩnh, không phải khóc đâu. Bình tĩnh, con đánh đôi nữa. Đang còn đánh đôi nữa. Chiều là gặp nhau đánh đôi nha. Cố tí.